Giao lưu với anh em một gốc mai cát, mai rừng vùng cát anh em nha, mai rừng vùng cát, cây giáng trực anh em ơi, cây giáng trực chi phân bố rất là đều anh em ha, chi phân bố rất đều, cây này thì giao lưu với anh em nhẹ nhàng thôi 1.500k, 1.500k, cây bộ đế là bên đây là đầy đủ anh em nha, đế quái anh em, đế quái chằng chịt luôn, nãy sôi mới xuống đây bay rễ cám lên nè, nên mình thích mình ngưng xong sôi nữa. Đó, rễ rất quái nè, rễ rất quái 1.500k giá mềm xèo, chi chốt đầy đủ, bao sống luôn anh em nha, rẻ mà vẫn bao sống cho anh em chơi nha. Rồi quay một vòng con, ôi vô thông số, vô thông số cái quay luôn. Rồi hoành là 39, chiều cao luôn 67, chiều cao là 67. Rồi bồ đế luôn. Rồi bồ đế là 40. Rồi đó, đi một vòng cho anh em xem luôn. Cây dáng rất đều, chi rất đều anh em ha, chi đều, nhỏ, chi rất nhỏ anh em ơi, dáng xiên. Đó, đế ok, đế đó ok, bao sống anh em nha, chỉ giá rất rẻ, chỉ có 1.500k thôi, cũng lấy công đi đào về thôi anh em ơi, bao sống cho anh em luôn á. Cây rễ rất nhiều đó, rễ cực kỳ nhiều luôn anh em, đế rễ cực kỳ nhiều luôn, bao sống luôn anh em, cây quá ok nha, cây hơi 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 vặn anh em nè, cây nó hơi vặn. Rồi quay một vòng nữa là kết thúc luôn cho anh em xem kỹ cái đó, chi rất là nhỏ anh em nha, chi nhỏ phân bố đều rất ok anh em ha, quá ok, cây tuyệt vời. Rồi cây tối nay cũng là kết thúc clip luôn, mình rất trân trọng cảm ơn em, cảm ơn em nhớ xem, nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho mình ạ, đăng ký kênh giới thiệu giùm em nha, để cho em kênh em phát triển nhiều người biết hơn, rồi anh em có thể chia sẻ nhau về cách trồng anh em ha. Rồi cây phụ đấy quá ok anh em ha. Rồi xin được kết thúc clip đây.